Xin chào ông bà cô chú đã đến với kênh Thúy Di Cuộc Sống Trung Quốc. Hôm nay là ngày cuối cùng Di có mặt tại thành phố Nghi Xương. Địa điểm hôm nay đến du lịch là Tam Hiệp Nhân Gia, dân tộc thiểu số Ba Chủ. Ngôi làng này nằm phía bên trong đập Tam Hiệp. Đi vào đây phong cảnh đúng là cảnh đẹp của nhân gian. Và bây giờ xin mời cả nhà cùng Di khám phá ngôi làng này. Đi vào trong cái khu vực này để mua vé tàu, để một hồi nữa sẽ đi qua cái ngôi làng dân tộc thiểu số Tam Hiệp Nhân Gia. Đi vô đây mua vé xong rồi đó cô chú, rồi lên xe để tiếp tục đi thêm một đoạn nữa thì mới tới cái bến thuyền, tại vì đi vô trong cũng hơi xa. Giờ đi vô cái khu này để xuống thuyền thì ở ngoài đây bán ăn uống, bán nón, áo khoác chống nắng nè, với mấy cái quà lưu niệm. Hồi nãy thì ở trên đỉnh núi trên kia cái chạy xuống dưới đây. Bữa nay thì trời nắng nóng hơn ngày hôm qua. Hiện tại bây giờ là 9 giờ rưỡi sáng. Ui, ở trong đây mấy cái nhà cổ bán rất là nhiều, nhìn thấy rất là đẹp. Khu vực ở ngoài kia là để xe. Ai mà đi chơi á, tự lái xe, mấy cái xe nhỏ thì đậu ở khu vực ngoài đó. Đi vào cái khu vực ở bên trong đây nữa. Lên thuyền thôi. Duy đã tới bến thuyền rồi cô chú ơi. Thì cái khu vực ở trong đây á, là khu vực ở phía trong đập Tam Hiệp á. Phong cảnh rất đẹp. Cái thuyền đó đủ người. Bây giờ rời bến này, giờ đi xuống cái thuyền này. Thuyền có khoảng 10 phút là tới. Ở đây nhà làm ở dưới chân núi đẹp lắm. Để một hồi đi sâu vào trong xem như thế nào. Trên đây là mấy cổng, là mấy cái này nhìn thấy đẹp quá. Ở ngoài đây thì khu vực bán ăn uống. Thấy mấy cái đồ lưu niệm, nhìn thấy rất là đẹp luôn.
Cái gì à? Túi sách giống như là túi sách thổ cẩm. Anh hướng dẫn viên kêu đi vô trong đây đợi. Ở ngoài khu vực ở ngoài đây thì có quán ăn, nhà nghỉ. Nãy ngoài kia nắng, đi vô đây cái cảm giác mát. Ở dưới vách núi thì nó mát hơn. Hồi đi sâu vô trong kia mới tới ngôi làng. Ở ngoài đây chủ yếu là kinh doanh thôi, kinh doanh ăn uống. Mình thấy cảnh đẹp quá, chưa đi vô trong nữa, mới khu vực ngoài mà cảm giác thấy rất là đẹp. Phía đây là sông Trường Giang, tàu thuyền qua lại tấp nập. Để đi vào ngôi làng bên trong mà đứng đây quét cái mặt mình nữa, như mình mua vé rồi gọi hết rồi. Ở đây có mấy cái kiệu này đến nè cô chú. Ai mà không muốn đi á thì có thể ngồi kiệu, kiệu che để cho mấy chú này gánh lên trên phía trên. Ở đây có để giá luôn. Cái này thì ngồi được một người. Ở đây mát quá. Cây cối mát rượi luôn. Đi qua một cái cây cầu đá hết biết đẹp. Thật sự đi chơi trong mấy cái khu này đi bộ thì mệt thiệt, tại vì rất là xa, nhưng mà đổi lại cái cảnh rất là đẹp, đi cũng xứng đáng. Đường đi lót đá sạch sẽ dễ đi. Ở đây cái vách đá hết biết đẹp. Đi theo cái vách đá này nè thì sát bên cái dòng sông Trường Giang luôn. Ở ngoài đó thì tàu thuyền qua lại tấp nập. Trong mấy cái khu du lịch này mỗi ngày không biết đón tiếp bao nhiêu lượng khách mà nói rất là đông. Ở dưới kia tàu thuyền du lịch này. Ở trên đây là ta làm cái dãy nhà gỗ này luôn, nhìn cảnh giác cổ cổ làm sao. Dưới đây có một bến tàu thuyền đó nè cô chú. Xe ở trên kia chạy, tuốt ở trên kia, tuốt trên đỉnh núi. Không biết quay gì cô chú thấy không? Chỉ là làm có thể là thí lắm đấy ạ.
giờ Di sẽ đi tiếp. Từ đây mà đi vô trong cái ngôi làng đó cũng xa, hồi nãy giờ Di đi đâu khoảng 300m rồi, vẫn chưa tới. Nguyên cái này là bằng gỗ hết trơn rồi. Bây giờ thì Di đã đi vào bên trong được ngôi làng rồi cô chú. Ở trong đây á, trưng bày rất là nhiều đồ. Bên đây là đồ gốm. Ở bên đây người ta có dạy mình nè, làm gốm nè. Ai muốn làm á thì mình làm cái này thì giống như là mình phải trả phí vậy đó. Nhìn cái này rất là cổ xưa, cảm giác rất là thích. Này giờ Di sẽ đi ra cái khu vực ở ngoài kia nữa. Ở trong đây rất là rộng. Một hồi 11 giờ rưỡi á, ở trong đây có biểu diễn nữa. Khu vực này là cái khu vực làm gốm. Rồi sẽ đi xuống dưới. Hồi nãy đi lên rồi bây giờ cứ đi xuống nữa. Thì trong ngôi làng này á là một trong những dân tộc thiểu số tại Trung Quốc, Ba Chủ. Như phía trước đó đang ca hát gì á, nghe rộn ràng hết chưa. Trong đây bây giờ vẫn còn những cái ngôi nhà cổ rất là đẹp. Ta bán đồ lưu niệm. Đây là một quầy bán đồ lưu niệm ở bên trong. Rất là đông các bạn trẻ và mua. Chú thì đang khắc. Trong
đây có rất là nhiều làng nghề luôn. Ở phía trên đó hình như là đang lát. Thấy có mấy xe sợi dây. Đi nghĩ là vậy. Này bảo vệ. Ờ, chú thì đang ăn cơm rồi. Đây. Đẹp quá cô chú ơi. Mấy cái sản phẩm đan lát thủ công. Nhìn rất là dễ thương luôn. Nhìn nó cũ cũ, nó cổ. Rất là đẹp. Ở đây là cái tiệm hớt tóc. Cái tiệm hớt tóc cổ hồi xưa. Cái ghế ngồi rất là cổ. Đây, y hệt như trong phim hồi xưa luôn. Ở đây có cái bồn nước rửa mặt. Đây là cái kính lược. Đây. Ở trong phim coi á, hay là thấy cái chậu rửa mặt để như này cô chú. Nay đi được nhìn tận mắt ở ngoài. Thấy có nhiều cái cũng rất là hay. Giờ đi tiếp tục đi lại phía trước. Những cái vật dụng hồi xưa. Ê, cái giường ngủ. Ở trong đây cảnh rất là đẹp luôn á cô chú. Ở dưới kia có biểu diễn. Nhiều khu bây giờ biểu diễn xong rồi, khách cũng đi ra. Ở dưới đây có mấy bác lớn tuổi nữa, hồi nãy ở trên kia cũng gặp, ở dưới đây cũng có. Nhưng mà thấy ít ai đi cái này lắm, toàn là đi bộ không à. Cái này đi bộ một mình đã mệt rồi. Còn hai người khiêng thì một người nữa, rất là mệt. Bởi vì kiếm được đồng tiền rất là vất vả. Ở cái khu này á, các bác ở trong làng á, đem mấy cái trái cây, rồi mấy cái đồ lưu niệm đây bán cho khách du lịch. Ê, phát qua đây có sẵn ra nè.
có nấm nữa. Bán hàng ở trong đây toàn mấy bác lớn tuổi không ạ? Người một hai cái giỏ sách vậy. Có bán cả dưa leo nữa. Sau khi mà xem biểu diễn ở đằng cái khu vực đằng kia rồi thì đi bộ khoảng 500m nữa. Ngồi giờ nghe nó có biểu diễn đó cô chú. Ở đây có thác nước, hói biết đẹp luôn. Để đi xuống dưới quay cho nó rõ. Đi bộ thì đi men men theo cái vách núi bên đây nè, có đường đi cũng rộng rãi. Giờ này là 1 giờ chiều rồi. Tham quan cái khu này nữa khoảng 3 giờ. Khoảng 3 giờ là chuẩn bị lên xe về. Đông nghẹt người luôn. Đi đến chỗ nào cũng rất là đông người. Có mấy con thuyền y như hồi xưa vậy, mình coi phim vậy. Đứng trên cái bè thật là nên thơ. Đi đến đây thì Di thấy có một cây gió để đặt cá nè. Hồi lúc trước thấy ở dưới quê á, ở trong mấy con sông nhỏ đi xa xa một đoạn sẽ có, bây giờ lớn rồi không có thấy nhiều như lúc trước nữa. Có một ông lão đang ngồi với câu cá, cảnh giống như trong phim vậy. Đây đẹp lắm, cái màu nước thì xanh ngọc bích, trên đây á thì che chút, cảnh đẹp lắm, ở ngoài còn đẹp hơn nữa. Đi trong cái khu này xa xa là người ta sẽ dựng lại cái bối cảnh giống như là cảnh hồi xưa vậy á. Đây có hai dì ngồi đây á, chuẩn bị giặt đồ, ngay con thác luôn, cảm giác là bình yên á. Phía trên kia có một cây cầu đá nữa, nhìn lại phía trước. Bé này cũng khoảng 14-15 tuổi à, dễ thương lắm. Đồ như thế cưng ghê luôn ha cô chú. Đi lại phía trước đó mà họ có biểu diễn nữa. Nước chảy xuống. Thank you.
Vậy là hôm nay đã kết thúc hành trình 3 ngày đi du lịch ở thành phố Nghi Sương rồi cô chú. Cái điểm bữa nay là Tam Hiệp Nhân Gia, là điểm cuối cùng rồi. Tham quan xong rồi mấy cháu sẽ đi ra ngồi tàu. Ngồi tàu xong rồi đi xe về. Giờ này là 3:30 chiều. Bữa nay chắc về tới nhà là cũng tối muộn rồi á. Hầu quá. Trời ơi tiền lây à. Đi chơi thì vui thiệt nhưng mà đi bộ hơi mệt. Tại vì đi vô khu nào gì hết trơn á. Đi bộ một đoạn rất là xa luôn. Bởi vì không dắt bé sòi theo đường nào, phải dắt bé sòi theo, biết sao đi nổi. Phía bên đây là sông Trường Giang. Nước sông mới là trong luôn. Ở phía trong đây thì bán đồ lưu niệm, đồ ăn uống. Chân núi nè, cái chỗ hồi sáng lại. Giờ xuống đây kiếm xe, lên xe về Đại Giả. Về Đại Giả là khoảng hơn 5 tiếng đồng hồ. Giờ này cũng chiều rồi. Cái xe của Di thì đậu ở phía trước kia. Giờ này gần 11 giờ đêm. Mấy hiếm cháu mới về tới. Về tới ở trên này á là mới tới Hoàng Thạch thôi. Rồi xong có xe nhỏ đưa về Đại Giả. Trời mưa luôn. Đi có dòng xanh là nó lo, nó sắp đổ kéo đồ được chưa.